Chào bà con, hôm nay Minh Nguyễn sẽ demo cho bà con cái quy trình mình gửi đơn hàng cho bà con trên toàn quốc ha. Như hồi hỏi mình là chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm trồng dừa, thì hôm nay mình có giao lưu mình gửi thuốc cho bà con trên toàn quốc, để đã phải không chỉ không chia sẻ thì thôi, đã chia sẻ thì phải tất cả cái kinh nghiệm và cái những loại thuốc mình có đó mình chia sẻ cho bà con. Thì hôm nay mình cứ chia sẻ cho bà con những cái đơn hàng đơn giản như vậy nè. Có một cái đơn hàng, xin lỗi mình giấu tên nha, ở Bến Tre, ở ấp Tân Bình, xã Tân Lập 2, Tân Phước, Bến Tre. Thì có đặt mình có đơn hàng cũng tương đối là ổn định. Thuốc dưỡng thì nè, đây là rong biển như mình chia sẻ cho bà con đó, là cái này là hiện nay là cái dừa bà con đang chuẩn bị vô cái thời vụ là dừa khô bông đen bông rụng trái non đó. Thứ hai nữa là cái dừa tớp đọt, có một số không ra lửa mèo nổi luôn, cho nên khách ở Bến Tre, mình không nói tên nha, nói tên thì phạm với cái mất cái sự tôn trọng của người ta đó. Này ở Bến Tre nha bà con, mà đặt mình là trong biển để chi, để giúp cho cái dừa nở đọt mát bông xanh lá mát trái luôn, trị sốc nhiệt nhà mùa mưa. Cái hiện tượng hôm nay là cái dừa rất là rụng bông á, chị này đã đặt một cái lượng đơn này cũng khá là ổn định nè, 4 chai trong biển rồi bà con. Thì một chai này là sinh phun được 400 lít nước nè, mà đặt tới 4 chai luôn đó, là bây giờ bà con biết là số lượng dừa rất là nhiều, hàng mấy hectare dừa đó bà con đó. Nè, lưỡi mèo nè, cái lưỡi mèo hiện giờ nó đang yếu ớt mà bà con đúng không đó. Thì chị đặt cái chai này để phun cho nó phát triển lưỡi mèo to khỏe, là nó đây nè đó, chai lưỡi mèo ha. À, đây cái chai này là chai boron B cộng, để chi, để tăng thụ phấn cho cái trái dừa non đó, giúp cái cây dừa mình, trái dừa mình đậu trái dữ lắm nha bà con đó. Này còn cái đây là chai phát tu shit là cái chai này là nó đang làm mưa làm gió, thị trường nó tiêu diệt cái con bù xè, con kiến dương và con đuông đó. Chị đặt là 7 chai luôn đó, cái số lượng rất là nhiều, thương chai 200 lít trước và đặt 7 chai đó. Như vậy bà con biết cái chị này trồng cái số lượng dừa khủng cái nào đó. Và ngoài ra chị đặt thêm 7 chai con ớt này nữa nè. Không phải mình phê phan, để cái này mình để cho bà con thấy là này, đây là cái đơn hàng cái bill ha. Đó, mình chuẩn bị giao bưu điện những cái đơn nhỏ đó bà con. Đó, mình đóng hàng như vậy. 1-2 chai mình cũng có giao cho bà con luôn, đừng có ngại, và 1 chai thuốc mình cũng có giao nữa. Nhưng mà tùy theo cái mức độ giá trị của đơn hàng. Thì 1 chai thuốc là cũng 30.000 phí, mà 5 chai cũng 30.000 phí ship nè. Mình giao cái này cho bà con ở ở Lâm Đồng nè, này thôn Đức Hải, xã Hoài Đức, huyện Hòa, Lâm Đồng đó nè bà con ha, rất là nhiều. Mình giao tên bà con tên toàn quốc luôn, ngoài kể cả ngoài miền Bắc luôn nha bà con. Đây là Tân Lập, Hậu Ngạn, Bắc Giang luôn nè, rất là nhiều. Đó, mình đã đóng đơn sáng giờ ha. Đây là cái bộ thuốc này ở đơn này ở đây coi, mình có giao hàng toàn quốc. Hôm nay mình đi mua cho bà con thấy, để cho bà con có cái bà con muốn đặt hàng thì mình có giao hết, chứ mình không có giấu giếm làm gì. Nè, đây là Cần Đước, Long An. Đó. Cái đơn này trị là nấm trắng nè, vàng lá, đốm lá, nấm khuẩn. Đó, nấm trắng sạc bẹ, và anh đặt hai hộp tinh dôi. Tinh dôi này để phun một gò một hộp là phun 100 lít nước. Đó, bà con phun lên cho bẹ nó, giúp cái dừa mình nó bị sát khuẩn trước thì một tuần lễ sau. Bà con lấy cái bộ combo này nè. Combo này gồm một gói bự nè. Một gói bự ha, hai gói nhỏ này. Để chi? Để nó sát này nè, kia là sát khuẩn, này là diệt nấm khuẩn. Đó, là bảo đảm cái dừa bà con sẽ sạch bệnh luôn. Anh còn tăng cường thêm cái bao phân humic nè bà con. Nè, cái bao này là 10 kg nè. Đây là giúp cho cái dừa mình nó phát triển bộ rễ nè. Hiện nay cái dừa chúng ta đang chuẩn bị là tớp đọt đó. Bị tớp đọt si dữ lắm nha. Đó, mình quyết định là sử dụng cái bao này để giúp cho cái cây dừa nó nở đọt ra, tăng hiệu quả rất là hay với cây dừa, mau hồi phục sức khỏe nha bà con. Đó, rồi một cái đơn này ở Đồng Nai, mình chuẩn bị đóng tới Đồng Nai là đóng đi là trị thối đọt dừa. Đơn này còn nữa nhưng mà mình soạn cái này mới có 8 bịch này 8 bịch kia. Thì một combo này là 2 gói nè bà con. Sạch nấm bệnh và tem gôn là 2 gói phun 50 lít nước ha. 2 gói này là phun 50 lít nước để đặt trị bệnh thối đọt trên cây dừa.
Đó, nói chung là những loại thuốc mình có giao hàng cho bà con trên toàn quốc. Đây là mình, nói chung là mình không phải là cái đại lý gì, mình chỉ theo những loại thuốc này mình mua về, mình lấy về cái số lượng hơi nhiều để bà con nào có mình chia lại thôi, chứ mình là không phải là đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì hết. Đó nè, mà comment quay sơ khởi cho cái bên đây giùm cái này comment. Đó, con thấy chưa, trong biển hữu cơ là bà con xài rất nhiều. Mình đã chia sẻ cho bà con nông dân cần mấy ngàn chai mà thuốc mà này nè, trong biển hữu cơ. Cái chai này nè nó rất là hay nha bà con, bây giờ nó trị, nó xịt tất cả các loại cây trồng luôn, có nghĩa là cây lúa, cây rau, cây màu, xịt vô cái bộ lá rất là mướt, nở đọt xanh um luôn nha bà con. Đó, đây nó nở đọt nè và mát bông, đã tăng đầu trái. Xài cây sầu riêng đồ ngon lắm nha bà con, ok lắm nha. Còn cái chai này nè, bây giờ nói là nó tiến đạo xịt bên tránh tông bên cây dừa, nhưng mà đặc biệt bây giờ cây sầu riêng trị rất là hiệu quả luôn. Cây chaboron này nè, có rất là nhiều bà con đã tận dụng qua thử thử mình xài cây sầu riêng luôn, một bộ này nè rất là hiệu quả luôn nha bà con, xài cả cây sầu riêng luôn, chứ đừng có nói là bà con thấy là nó bình dừa nhưng mà thực tế xài không được cái cây khác, xài chung luôn. Đó, thì nội dung hôm nay Minh Nguyễn cũng gây quay ngắn gọn cho bà con thấy. Hôm nay mình đã chuẩn bị giao những cái đơn hàng cũng hơi khá khá nha. Hôm nay cắt dừa luôn nè, chủ nhật nè. Dừa nhưng mà mình cũng ráng đóng hàng cho bà con luôn. Hôm nay mình giao có được mười mấy đơn thôi. Tại đóng mười mấy đơn để cho bà con có xài liền, tốc hành luôn. Thúi đọt dừa là mình giao lẻ lắm, mình giao cho bà con có xài liền trong 2 ngày là bà con có hàng nha. Rồi, thì nội dung video hôm nay Minh Nguyễn cũng nói ngắn gọn cho bà con tới đây thôi. Còn những cái chi tiết nào nó rõ ràng hơn thì Minh Nguyễn sẽ bà con xem trong cái vlog của Minh Nguyễn miệt vườn. Thì bà con đánh vô bà con muốn dừa thối đọt dừa thì bà con tìm hiểu vô cái kênh của mình có chia sẻ nguyên nhân đau dừa thối đọt, cách xử lý dừa ra bông đậu trái, mình có chia sẻ rất là kỹ trong cái video là mình quay vlog á. Còn cái này là mình chỉ quay sơ khởi thôi, mình nói sơ khởi cho bà con. Có đặt hàng thì mình có giao hàng, giao thuốc cho bà con trên toàn quốc nha bà con. Đó, rồi, thôi Minh Nguyễn xin kính chào bà con nha. Chúc bà con muốn có những loại thuốc này thì cứ alo cho mình có ghim số Zalo trên video nha bà con. Thôi, chào bà con.